Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 11, Công an Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời cứu hai vợ chồng bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở do mưa lũ ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, do mưa lớn kéo dài khiến quả đồi phía sau ngôi nhà của ông Trần Định Minh, 51 tuổi, trú tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, sạt lở khiến một khối lượng đất đá tràn vào nhà. Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, ông Minh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, 45 tuổi, đang mắc kẹt ở trong nhà và bị đất đá vùi lấp. Nhận được tin báo, công an xã Bình Tiến cùng với lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, hai vợ chồng ông Minh được lực lượng chức năng và người dân giải cứu thành công sau đó đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền để theo dõi sức khỏe. Chiều 15 tháng 11, ông Tạ Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Vinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương xảy ra vụ lật ghe khiến một người chết và một người mất tích. Trưa cùng ngày, 8 người đi trên cùng chiếc ghe di chuyển từ khu trung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu, thành phố Huế. Khi quay trở về đến đoạn ngập lụt thuộc phường Hương Vinh, chiếc ghe không may bị lật. Thời điểm này, 6 người trên ghe bám vào những vật trên đường nên được cứu sống. Riêng hai mẹ con chị HTB sinh năm 1983 và NTH cùng chú tại phường Hương Sơ bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng cùng người dân đã thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Thi thể của chị HTB được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng vẫn triển khai công tác tìm kiếm H. Tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên Huế vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ đêm 14 tháng 11 đến thời điểm hiện tại, khá nhiều trường hợp gặp nạn trong mưa lũ được lực lượng công an ứng cứu kịp thời. Trong ngày tới, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, thành phố Huế, nguy cơ cao xảy ra ngập úng kéo dài tại các khu đô thị và vùng trũng thấp. Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác. Người bị mất tích là anh Lê Đức Hùng, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Anh Hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối ngày 13 tháng 11. Hiện lực lượng chức năng đang cố tìm kiếm Mưa lớn cũng khiến 1.259 nhà dân bị ngập, trong đó tại huyện Cam Lộ là 1.062 nhà, thành phố Đông Hà là 197 nhà, nhiều đoạn bờ sông, bờ suối tiếp tục bị sói sạt lở. Một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi bị ngập, sạt lở, hư hỏng do mưa lũ. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, cây giống lâm nghiệp của người dân bị thiệt hại. Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Cam lộ, Quảng Trị do mưa lớn vào đêm 13 tháng 11 khiến nước lên nhanh, làm đàn bò khoảng 50 đến 60 con của gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý bị cuốn trôi. Một số gia đình khác ở huyện Cam lộ cũng bị cuốn trôi dưới 10 con bò. Đến sáng ngày 14 tháng 11, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình ông Triều và bà Lý đã tìm được khoảng 30 con bò. Được biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11 tại huyện Cam lộ có mưa rất to gây ngập lụt trên diện rộng nhiều điểm khu dân cư ở các vùng ven sông Hiếu. Theo thống kê, hơn 1.000 hộ dân tại các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy bị ngập. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ chỉ đạo các địa phương giả soát sơ tán dân di chuyển, cây cắt đồ đạc vật nuôi đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng canh gác tại các điểm cầu tràn, đường giao thông bị ngập để hướng dẫn nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Đến nay tiến hành di rời 255 hộ, 550 người dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đến sáng ngày 14 tháng 11, mưa bắt đầu giảm, nước đang rút, bà con nhân dân trở về nhà để thực hiện thao rửa nền nhà, đường làng và ngõ xóm. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lượng mưa phổ biến trong tỉnh từ 110 đến 230 mm, có một số nơi mưa lớn như Cam Chính 307 mm, Hướng Hiệp 386 mm, Hướng Linh 473 mm. Dự báo ngày và đêm ngày 14 tháng 11, khu vực Quảng Trị mưa có xu hướng giảm, có mưa vừa, có nơi mưa to. Hiện một số địa phương bị ngập nước rút và người dân đang thực hiện dọn dẹp sau lụt. Tuy nhiên, theo dự báo, từ 15 đến sáng ngày 17 tháng 11, mưa lớn có xu hướng tăng trở lại, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Hơn 21 giờ tối ngày 14 tháng 11, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, trong 24 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục lên nhanh, sông Hương lên mức 4m, lớn hơn báo động 3, 0,5m, sắp xỉ đỉnh lũ năm 2022, sông Bồ lên mức 3,65m, trên báo động 2, 0,65m, sông Chuồi lên mức 3m. Cùng thời điểm, một số tuyến đường ở thành phố Huế xảy ra ngập lụt, nước sông An Cựu lúc này bắt đầu tràn lên các tuyến đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều, xung quanh có nhiều nhà dân sinh sống, trong khi trời vẫn tiếp tục mưa xối xả. Công an phường Phú Nhuận liên tục cập nhật các điểm bị ngập lụt, cảnh báo người dân chủ động di rời phương tiện, đồ đạc lên cao để ứng phó với lũ. Mặc dù chủ động vì thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thế nhưng nhiều người dân vẫn rất bất ngờ vì nước lên quá nhanh, ngoài đường nước ngập lênh láng, xe máy hầu như phải dắt bộ vì chết máy. Tại các ngôi nhà dân, mọi người chủ động dọn dẹp sắp xếp đồ đạc để tránh lũ. Căn nhà của anh Đỗ chú phường Phú Nhuận từ khoảng 22 giờ liên tục có người mang xe máy tới để gửi tránh lũ. Anh Đỗ cho biết nước lên rất nhanh, trong chốc lát gây ngập đường kiệt phía trước nhà. Vì có vị trí nhà cao lại có quãng rộng ở phía trước, tôi đã cho mọi người trong khu vực có nguy cơ bị ngập đến để gửi một số đồ đạc, đặc biệt là xe máy, anh Đỗ nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Thắng, chú phường Phú Nhuận cho biết, nước lên rất nhanh lúc 20 giờ mới chỉ ngấp ngáy mặt đường, thế nhưng đến 23 giờ 30 phút đã tràn vào đường Kiệt. Ông Thắng nói, những năm trước, nước tràn vào nền nhà, nước ngập không đáng kể. Nhưng với lượng mưa thế này, khả năng sẽ còn ngập nữa. Rất chủ động phòng chống nhưng sẽ rất mệt mỏi. Đêm nay lại thức trắng để canh nước ở trọ tại khu vực đường đặng văn ngữ trên cẩm nhung sinh viên một trường đại học lo lắng khi nước lũ lên quá cao sẽ gây khó khăn trong việc ăn ở và sinh hoạt nhung cho biết buổi tối em cùng bạn đi ra ngoài mua chút đồ khi về tới đầu ngõ thì thấy nước dâng ngập ngang đầu gối phải bỏ xe ở ngoài đến khuya nước bắt đầu tràn vào phòng cũng không có gì nhiều nhưng nếu nước to ngâm lâu thì bọn em sẽ không biết phải xoay sở thế nào theo ghi nhận, đến 6 giờ ngày 15 tháng 11 tại thành phố Huế vẫn đang có mưa rất lớn, nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Ngoài ra, trước diễn biến của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15 tháng 11 để đảm bảo an toàn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to và dải rác có rồng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 180mm đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông đạt báo động 2 đến báo động 3, vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4m.